xin chào anh chị và các bạn nha. Lâu lắm rồi không được gặp lại mọi người. Công việc cũng bận nên là không có thời gian để đi câu. Hôm nay công ty được nghỉ sớm. Mấy anh em em làm một chuyến xa nhà. Khu vực em cá nó cũng không còn nữa. Ít. Nghe nói cái hồ này là có rất nhiều cá. Khoảng cách cái hồ này đến nhà em nó rơi vào tầm khoảng hơn 100 cây số. Nói chung là từ tỉnh nọ sang tỉnh kia. Hôm nay anh em quyết định đi hành một chuyến. Mấy anh em như em vừa đặt chân đến cái hồ đây. Nói chung là nhìn cái quang cảnh cũng tương đối là đẹp và ấn tượng. Mỗi đội cái đoạn bờ đập này là cỏ nó hơi nhiều, cây cối nó hơi um tùm một chút, đi cũng hơi ghê chân. Hy vọng là sẽ có nhiều cá. Anh chị và các bạn có nhìn thấy cái hồ này nó đẹp không? Nên là các cái bành cỏ với cả rau ấu là nó hơi lưa thưa. Tôi sẽ đi lại về phía cuối hồ, phía dưới bên kia này. Nhưng góc trên này gió to mới cả là nắng quá. Nhìn thì cũng đẹp đấy, không biết thế nào. Anh em đi từ sáng, từ hơn 8 giờ, giờ này gần 10 giờ mới tới đến nơi. Quãng đường tương đối xa. Không bắt được con cá nào, xem ra cũng hơi là phải suy nghĩ. Ok, em sẽ đi lại phía góc dưới bên kia. Em sẽ đặt máy quay ở góc đó. Rất là đẹp luôn. Đây em sẽ đi lại xuống phía dưới góc cuối hồ như này. Xem có được thêm chỗ nào không. Hiện tại đến giờ này là ba anh em câu được khoảng 5 con rồi. 5 con to, tương đối to đấy. Bên dưới kia một chút thì có một góc coi cũng đẹp, nhưng mà có một chú người Hàn chú đang ngồi rồi. Trời giờ này cũng tương đối nắng. Nãy em đứng góc kia thấy góc này có cá nó bắt mồi thì phải. Đằng sau có một ông người Hàn, ông đang đi lại chỗ mình. Không biết là có chuyện gì đây. Có khi lại hỏi thăm sức khỏe. Người đây có cá đang bắt mồi trượt. Mình sẽ văng thử phát tiếp theo xem thế nào. Ok, đã ta mồi rồi. Khả năng là sẽ dính.
있어요. 응. 왔어, 물렸어. 물려 있어. 있어요. 어, 어. 우. 그거 있어. 그거. 어, 아까보다 더 크다. 아까보다 훨씬 크네. 예. 아저씨 먹어요. 어? 안 먹어. 아, 네, 저가요. 나 안 먹어요. 나도 안 먹어. 안 먹어요. 까무지 안 먹어. 이거 그거. 왜, 예, 외국 친구들 까무지 이런 거 좋아하던데. 베트남 친구들이든가. 네. 어. 저쪽에 있는 친구 이름 뭐더라? 머휘든가? 머휘? 저기요. 나 몰라요. 이 까무지 좋아하던데. 우리 이거 안 먹어요. 우리도 나도 안 먹어. 먹는 사람은 먹는데 나는 네. 이거 별로 이거 별로 안 좋아해. 네. 많이 잡아. OK, quả thực là chiếc hồ này rất nhiều cá. Hôm nay em đi cùng mấy ba người bạn nữa trong công ty và câu được đến giờ này là khoảng 4-5 con, thì có 2 con vứt trên giữa đường, thì có người Hàn đi qua vứt xuống rồi. Còn góc dưới cái em thì câu một người bạn nữa thì câu được 3 con. Gặp một ông người Hàn thì cho không lấy. Cuộc sống kể cũng lạ. Hôm trước thì có một chú người Hàn thì chú ấy xin thì mình không cho, nhưng hôm nay thì mình cho người ta không lấy. Nghĩ kể cũng buồn cười. Nhưng mà quả thật là đúng là cái khu này nhiều cá thật. Em thì trước kia thì em ấy ạ, đi ở gần khu nhà em thôi, nhưng mà thời gian gần đây câu nhiều quá nó cũng hết rồi, nó vãn cá rồi. Nhiều khi câu là nó cũng không có cá, nhiều hôm đi về không luôn. Thì hôm nay quyết định đi xa một chuyến. Em thì hiện tại em đang ở khu vực Teo Cu, nhưng hôm nay em xuống tận khu Dương Trơn câu cá. Tại vì nghe lời đồn thổi là khu Dương Trơn thế này là họ làm nông nghiệp nhiều, nên là họ cũng đào khoét nhiều sông hồ, nên là chắc là cá nhiều. Thì hôm nay gọi là mục sở thị đi tới thì nó nhiều cá thật. Hôm nay thì đã muộn rồi, em xin phép kết thúc cuộc đi câu của anh chị em nhà em tới đây. Xin chúc quý vị và các bạn một tuần làm việc đầy hiệu quả. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những clip tiếp theo. Xin chào, gặp lại.